Ba làm phim đó hả? Ừ, hóa đồ của ba, ba lắm rồi. Xuống đi. Xuống đi. Xuống đi chơi với mẹ. Đi. Ừ, ba có chú đi. Chỗ ba làm việc mà sao lên vậy vậy? Sao ba làm việc? Đây hả? Xuống dưới đi chứ. Ta ngồi coi ba làm phim mà có quậy ba đâu. Nên là lục tung sách này của ba này, dùng cái đó quá trình luôn. Mình phá đầu của ba quá. Thôi đi thôi, bye bye cô chú nha. Để cho ba làm phim nè.